đệ tử quy, thánh nhân dạy. Hiếu đệ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng. Nếu cất riêng, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền, dân làm được. Chú đầu bếp thần kỳ. Đệ đệ, ăn cơm thôi nào. Bác ơi, cháu không đói. Cháu luôn không ăn cơm đúng giờ. Tối đó lại đi tìm đồ nguội mà ăn. Thế này sao được chứ? Vì đồ ăn vặt ngon ạ. Trẻ em phải nặng ăn cơm, ăn thức ăn. Như vậy mà trông lớn chứ. Không được nghĩ đến khoai chiên đâu đấy. Cháu đang liên tưởng đến khoai chiên đúng không? Sao bác biết ạ? Những đồ ăn chiên phồng đó đều không tốt, không có dinh dưỡng. Vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon mà cháu biết, nhưng mà vô cùng hại cho sức khỏe đấy. Đồ ngon sao lại hại cho sức khỏe hả bác? Chúng ta đếm ngón tay được không nào? Thực phẩm chiên rán là số 1. Rồi thì đồ ngọt đông lạnh này. Là kem ạ? Đúng rồi. Lại còn thực phẩm nướng, như thịt xiên nướng này. Y học đã chứng minh dễ gây ung thư nhé. Rồi thì đồ đóng hộp nữa. Ô mai, thực phẩm lên men, thực phẩm bơ sữa. Và các chế phẩm từ thịt như lạp xưởng hun khói. Xong rồi nội tạng động vật. Cuối cùng là mì ăn liền mà chúng ta hay ăn nữa. Tổng cộng là 10 thứ. Đều là đồ cháu thích ăn đấy. Trong những thực phẩm này, nếu không có chất gây ung thư thì cũng làm người ta dễ bị béo phì. Còn có rất nhiều chất phụ gia. Thế thì cháu bị đói mất thôi. Sao thế được chứ? Cơm nhà nấu là an toàn nhất đấy. Đệ đệ muốn trông lớn, không để người lớn lo lắng, thì sau này những đồ ăn vặt đó chúng ta đều không ăn, được không nào? Nhưng mà cơm bác nấu không ngon như đồ ăn vặt ạ. Đệ đệ, không được nói linh tinh. Em đang luyện công phu gì đấy? Không cho anh biết đâu. Đệ đệ, đến giờ cơm rồi nhé. Hôm
Cơm hôm nay có vẻ khác đấy ạ. Đây là đậu đỏ thần kỳ nhé. Thơm quá đi. Đây là quý bà phù thủy này. Rồi có vườn hoa thần bí, đặc công cún con. Đây đều là món ăn mới cho trẻ em mà nhà hàng của bác mới phát minh ra nhé. Bác thật tuyệt quá đi. Cháu gọi cả anh Ngưu Ngưu đến cùng ăn ạ. Ngưu Ngưu, đồ ăn mẹ tớ nấu thế nào? Ngon lắm, rất là ngon đấy. Cô ơi, sau này cháu có thể ngày ngày đến nhà ăn cơm không ạ? Được chứ, cô chào đón nhé. Đừng vội, ăn từ từ thôi. Cuối cùng bọn trẻ thích ăn rồi, không còn lo chúng thích ăn vặt nữa nhé. Alo, Tổng Giám đốc Vương ạ. Gì ạ? Vâng, được ạ. Gì cơ? Bác em đi công tác rồi à? Vậy chúng ta không được ăn đồ ăn ngon trong thời gian dài đây. Đúng thế. Đệ đệ, sao lại không ăn nữa thế? Bà ơi, cháu ăn no rồi ạ. Cháu ăn thêm nữa đi. Mới ăn được mấy miếng sao mà no được chứ? Em cứ thế này không được đâu. Đệ đệ, đi theo anh. Anh sẽ cho em điều ngạc nhiên đây. Anh tiểu sủng, anh đang làm gì thế? Em xem đây. Tiểu đầu bếp thần kỳ đã tới. Đã xong. Thơm quá. Đúng thế, sắc, hương, vị đều có cả. Thôi nào, các cháu mau ăn đi. Thật là ngon. Ngon như cô nấu ấy. Lần này nấu nhiều quá, ăn không hết thì làm sao đây? Không sao đâu ạ, cháu sẽ ăn hết. Đệ đệ, em ăn khỏe quá, ăn nhiều hơn cả anh nữa. Nhiều nữa em cũng ăn hết được. Đệ đệ, em đừng ăn nữa, chịu không nổi đâu. Không sao. Đệ đệ, dậy thôi nào. Cháu không dậy là đến lớp muộn đấy.
Cháu yêu, cháu sao thế? Cháu bị đau bụng lắm ạ. Ông đưa cháu đi bệnh viện nhé. Đệ đệ này, chú bác sĩ nói là do ăn làm hại dạ dày đấy. Cháu đã biết vì sao chưa? Do cháu ăn nhiều quá ạ. Đúng rồi, ăn vừa đủ, chớ quá no. Cháu nhé, cứ thấy đồ ăn ngon là ăn thật nhiều. Sau này ăn cơm, chỉ ăn 8 phần no là đủ rồi. Phải để dạ dày có khoảng trống để tiêu hóa đồ ăn chứ. Cháu hiểu rồi ạ. Sau này cháu sẽ không ăn nhiều như thế và để ông bà phải lo lắng nữa ạ. Cháu yêu ngoan lắm, chịu khó nghỉ ngơi nhé. Sau này cháu sẽ nghe lời ông bà, mỗi bữa đều có ăn lượng cố định, mong mọi người giám sát cháu. Cháu ngoan lắm, đệ đệ ngoan lắm. Đúng rồi đấy, em mới chỉ cao bằng một nửa anh, nên ăn một nửa là đủ rồi. Đệ đệ, nếu quả thật chưa đủ thì ăn thêm đi. Ăn vừa đủ, chưa quá no. Đã nói rồi mà, phải kiên trì nhé. Ông bà ơi, cháu ăn no rồi ạ. Ông nội cũng vì muốn tốt cho cháu. Ăn xong rồi thì ra ngoài chơi đi. Nhưng mà người lớn chưa ăn xong, người nhỏ không được đi trước ạ. Hôm nay ông đặc biệt cho phép nhé. Về phòng không được ăn vụng đồ ăn đâu đấy. Về phòng không được ăn vụng đồ ăn đâu nhé. Không nhìn thấy sẽ không thèm nữa. Thôi mau đi ngủ vậy. Ngủ rồi thì không thèm gì nữa hết. Bà ơi, chú bác sĩ bảo dạ dày của cháu khỏi rồi ạ. Thật sao? Mau rửa tay ăn cơm nào. Mấy ngày nay thật vất vả quá. Lần này mình được ăn thỏa thuê rồi. Đệ đệ, không được vết thương khỏi mà đã quên đau đâu nhé. Phần của cháu đã ăn hết rồi ạ. Khi ăn là phải nhai kỹ nuốt chậm. Nếu không cứ nghĩ chưa ăn no, rồi ăn quá phần cố định mà không biết đâu. Hơn nữa, như vậy sẽ làm giảm cái nặng tiêu hóa cho dạ dày. Vừa không cần hạn chế ăn, vừa muốn giảm gánh nặng cho dạ dày, có cách nào hay nhỉ? Đệ đệ, anh Nhiều Nhiều có nhà không? Anh ấy ra ngoài rồi ạ. Vậy chúng ta đi đá bóng thì sao nhỉ? Đá bóng sao? Năng vận động, sức khỏe tốt mà. Năng vận động à? Anh Nhiều Nhiều này, năng vận động có phải giúp ích cho tiêu hóa không ạ? Đúng rồi. Đến đây.
Ngoan nào đệ đệ, cháu ăn chút gì đi. Cái gì thế ạ? Là cháo rau đấy. Cháo ạ? Cháu không thích ăn cháo đâu. Cháu ăn xong rồi lại chạy nhảy, sao không viêm ruột thừa cơ chứ? Bác sĩ bảo cháu tạm thời phải ăn đồ dễ tiêu hóa một chút, càng nhẹ nhàng càng tốt. Ông ơi, cháu đã sửa đổi thói quen xấu rồi, còn chú ý rèn luyện, nhưng sao vẫn bị bệnh ạ? Mặc dù lần này không bị đến dạ dày, xem ra đã làm được là không tham ăn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Sao thế ạ? Lần này không phải tham ăn ở hành vi, mà là ở trong lòng kia. Có nghĩa là trong lòng cháu tham ăn quá rồi ạ? Cháu không phải lo, ông sẽ giúp cháu sửa dần dần. Đệ đệ thật là ngoan. Không được ăn, mình không được tham ăn. Đúng rồi. Ông nội, cháu lại đói à? Thật ra cháu không phải đói, mà là do tâm lý thôi. Do tâm lý ạ? Cháu biết điều này nói lên điều gì không? Điều gì ạ? Vẫn là ý nghĩ tham ăn đó đang náo loạn đấy. Ông thế này không phải là làm khó cháu. Vì một người khi còn nhỏ mà tham ăn, không kìm nén được, khi lớn lên, sự tham ăn sẽ càng nhiều, sẽ càng không thể kìm nén được. Đối với đời người là rất không có lợi đấy. Cháu à, cho nên khó khăn chính là ở chỗ không thể kìm nén bản thân. Cháu đã hiểu chưa nào? Thưa ông nói sâu sắc quá, cháu không hiểu lắm ạ. Không sao đâu, dần dần cháu sẽ hiểu thôi. Thưa ông, vâng ạ, cháu không tham ăn nữa, cháu sẽ trân trọng sức khỏe của bản thân. Không viết sẽ không thèm nữa. Làm gì được nhỉ? Sao chán thế? Thời gian trôi chậm quá. Sao? Mới có một tiếng đồng hồ mà đã đói rồi à? Ông ơi, cháu nhất định nhịn được ạ. Nhưng khi nào mới có bữa ăn tiếp theo? Người ta không thể lúc nào cũng nghĩ đến ăn, nếu không sẽ không có khác biệt gì với loài vật cả. Ông ơi, cháu thông minh hơn loài vật rất nhiều đấy. Ông không phải có ý đó. Ăn cơm là để cung cấp năng lượng cho cơ thể, để cho chúng ta làm được nhiều việc có ý nghĩa. Như thế, đời người mới có giá trị chứ. Đúng vậy không nào? Thưa ông, vâng ạ. Rốt cuộc là thế nào mới có ý nghĩa nhỉ? Đệ đệ, em có đồ ăn gì ngon không? Sao thế ạ? Mẹ anh không cho ăn kem, bà nói đó là gì nhỉ? Đồ ăn không tốt. Thật sao? Mẹ anh cũng nói như thế sao? Đúng vậy, mẹ còn nói sau này không cho anh ăn nữa. Anh phải sống sao đây? Nói đúng như bác em đấy. Hai bác đều nói đúng mà. Cái gì? Đến em cũng quá đáng thế sao? Đúng rồi, đây chẳng phải là việc ý nghĩa mà mình muốn tìm sao? Anh Nhiêu Ngưu, đừng tức giận nữa. Em tặng anh một món quà này. Tặng anh Nhiêu Ngưu. Đễ đễ. Em là một đứa trẻ tham ăn. Bác bảo em rằng đồ ăn vặt vẫn ăn rất nhiều là đồ bỏ đi. Và một ngày bụng em đòi biểu tình nhé, em bắt buộc phải hạn chế phần ăn. Sau đó em nghĩ ra một cách.
Nhưng thế nào nhỉ? Em lại bị viêm ruột thừa, chỉ ăn được cháo thôi. Sau khi khỏi bệnh, ông nội bảo em rằng con người phải làm việc có ý nghĩa nhé. Em muốn giúp người khác không tham ăn đấy. Anh Ngưu Ngưu và em Đễ Đễ. Lần này bác đi công tác lại có thành tích mới nhé. Thưa bác, tối nay bác cứ nghỉ ngơi đi ạ, cháu sẽ nấu ăn tối. Gì cơ? Cháu ư? Xong rồi ạ. Đây chính là cháo cầu vồng trong truyền thuyết. Đệ Đễ, cháu giỏi quá. Cháu đã truyền cảm hứng cho bác đấy. Bác sẽ lấy món này để phát minh món mới nhé. Thật chứ ạ? Như vậy nhà hàng của bác sẽ càng được đón nhận thôi. Thưa ông, đây có tính là cháu đã giúp bác làm điều có ý nghĩa không ạ? Đương nhiên phải tính chứ. Mới có mấy ngày không gặp mà Đệ Đễ nhà ta đã hiểu chuyện rồi. Đệ Đễ, vừa rồi Ngưu Ngưu có đến, bảo anh đưa cái này cho em. Đệ Đễ, từ nay về sau, anh cũng sẽ không tham ăn nữa. Anh phải học tập em và là một đứa trẻ hiểu chuyện. Đệ Đễ, xem ra em lại làm được một việc có ý nghĩa nữa rồi. Các bạn nhỏ, xem xong câu chuyện hôm nay, các bạn có thu được gì không? Đúng rồi, khi ăn cơm chỉ ăn 7-8 phần no là được rồi. Đừng vì tham mà ăn quá no, có hại cho dạ dày sẽ không tốt đâu. Phải nhớ nhé, ăn vừa đủ, chớ quá no nhé. Tạm biệt.